bán hết tài sản, cặp vợ chồng Vũng Tàu đạp xe chở hai con nhỏ đi vượt khắp Việt Nam. Sau một biến cố tài chính, anh Phạm Quốc Tuấn, 36 tuổi, ở Vũng Tàu, nhận thấy vòng xoáy công việc đã khiến anh chẳng có nhiều thời gian ở bên cạnh các con. Hơn nữa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh được nghỉ học nhiều lần trong vòng hơn một năm qua. Các con anh cũng ở nhà và anh nhận thấy chúng dễ học theo thói quen xấu của bố mẹ như dành nhiều thời gian trước điện thoại hay máy tính. Chính vì những lý do đó, anh và vợ mình, chị Bùi Thúy, 30 tuổi, đã đưa ra một quyết định lớn. Đó là khởi hành chuyến đi vô gia cư của gia đình với cậu con trai gần 5 tuổi, cô con gái 2 tuổi rưỡi và một chú chó. Đồ đạc họ mang theo cũng chẳng có nhiều, hai chiếc xe đạp và một xe kéo nhỏ chở đồ, tấm pin năng lượng mặt trời để lấy điện, dụng cụ cắm trại, đèn pin dã ngoại, thiết bị quay phim, chụp hình và một số sách vở cho hai đứa nhỏ. Chuyến đi bắt đầu từ sau dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 từ vùng biển Long Hải. Điểm đến đầu tiên của họ là ở Suối Tiên, ở xã Tân Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và hiện tại, sau nửa tháng với quãng đường 200 km, cả gia đình đang ở Lâm Đồng. Vì đây là chuyến đi không đích đến nên họ thường dừng lại ở những nơi mà các con có thể học tập vui chơi như nông trại vườn trái cây, được bạn bè người thân giới thiệu, hoặc những nơi họ muốn nghỉ ngơi ngắm cảnh đẹp. Thực tế, để chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày này, vợ chồng anh cũng đã tập luyện cho các con bằng cách đưa các con đi dã ngoại bằng xe đạp ngắn ngày trong hơn một năm qua. Các con dần thích nghi, sức khỏe được cải thiện, thậm chí tốt hơn, ít ốm vặt hơn, có thể leo núi và tắm suối. Chị Thúy và anh Tuấn từng làm giáo viên mầm non nhưng đã nghỉ hẳn sau khi sinh con. Chị nhận thấy trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chị có nhiều thời gian hơn để đọc sách, tìm hiểu các phương pháp nuôi dạy con tại nhà và trò chuyện là bạn với con. Cùng con học tập vui chơi như cùng con đọc sách, dạy con làm toán với trái cây trong vườn, học ngoại ngữ cùng những người bạn nước ngoài. Anh Tuấn, chị Thúy tự tin rằng hai đứa trẻ học được nhiều kỹ năng mới như giao tiếp với người lạ. Hơn nữa, hai đứa con của anh chị sẽ có tuổi thơ không giống như nhiều đứa trẻ thành phố hiện nay mà đã được đi tắm suối, mò cua bắt cá. Vợ chồng anh Tuấn cho biết hiện tại có nhiều người lên tiếng phán xét cách dạy con của anh chị. Tuy nhiên, ở phía sau luôn có gia đình và bạn bè ủng hộ, hỗ trợ chuyến đi này. Bởi thế, họ hạnh phúc với chính lựa chọn của mình. Việc dạy con cũng là cơ hội để bố mẹ sửa chính bản thân mình. Trước đây mình có rất nhiều nỗi sợ như phải ngủ ngoài đường, đạp xe qua đèo. Nhưng khi đã vượt qua được thì thấy mọi việc không quá ghê gớm, chị Thúy tâm sự. Hiện tại, họ chưa có kế hoạch sẽ quay trở lại cuộc sống trước đây. Nhưng nếu hai đứa trẻ muốn đi học, bố mẹ vẫn sẽ đáp ứng. Anh Tuấn hiện vẫn có những nguồn thu từ công việc online. Bên cạnh đó, gia đình cũng có kênh YouTube. Tuy nhiên, hai vợ chồng giữ quan niệm chỉ làm vừa đủ để có chi phí trang trải cuộc sống. Bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện trên? Hãy comment bên dưới nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức xã hội mới nhất.